Đây là tác phẩm đạt giải vàng trong cái hội thi ở Gò Công, Tiền Giang nè anh chị. Đây là chú Phạm Nhân Chính là chủ tịch hội ha. Dạ, chào chú Chính nha. Dạ, em xin cái này ha. Rồi có thầy Tuấn với thầy Tuấn. Ôi, xin phép về Thầy Tuấn dạ, có em chào cho thầy mấy Dạ. Thì hôm nay cũng vừa xong cái chấm giải hội thi này, cái này là mình được giải vàng. Hôm nay mình được tổng cộng mấy giải ha chú Chính ơi? Bonsai thì cũng giống như các nơi là một vàng một bạc hai đồng và bốn bốn khuyến khích. Một vàng một bạc hai đồng và bốn khuyến khích. Ở bộ môn kiển cổ thì cũng vậy, bộ môn kiển cổ thì một vàng một bạc một hai đồng và bốn khuyến khích. Dạ, giờ cho xin em hỏi cái tiêu chí mà để mình giải vàng này là mình gồm những cái tiêu chí nào mà Đây thì mình trong hội thi làm của mình chú? trong hội thi của mình thì mình chấm theo cái tiêu chí của cái nhãn hiệu Mainu Gò Công. Thì về thân á, là nếu là cây trực hoặc là tạo dáng thì nó phải là thân thẳng và cành cành lá là phải rõ ràng không có rối. Và đó là cái thân, nếu là cây trực thì mình phải có đoạn khúc để tạo ra là từng nhịp một đấy, nhịp thân rồi kế bên là một nhịp nữa, thứ ba thứ tư. Cành nhánh thì phải hài hòa, rồi là tàn lá thì nó không có được rối ren. Đặc biệt cây mai chiếu thủy thì nó phải có bông, Dạ. nó phải có bông bông phải có bông đấy, mai chiếu thủy thì phải có bông. Cái tiêu chí của nó thì cũng rất là đơn giản nhưng mà nó không phải là dễ làm, tức là mình phải chọn là cái thời điểm để mà làm sao đó là nó có lá nó xanh rồi, phải có bông rồi, là rễ rồi, rong phải hài hòa, chậu phải hài hòa với cái tác phẩm của mình đã đặt ra. Tác phẩm này tổng hoành của nó chắc được cỡ Hơn 100. bảy hơn 100 là mình Hơn tính ở 100. dưới đây nè. Tính cái, từ đây từ cổ rễ đi. À, cổ rễ là hơn 100 đó. Hoành hơn 100. Mai nuôi dưới hỷ thì mình nuôi nó phát triển lâu phải không chú Chánh ha? Như cái cây này, cái tiêu chí của cái đi thi của cái Mai Nu Chiếu Thủy đó thì cái tuổi là phải trên 10 năm. À, mình nếu mà mình bình thường mình nhìn sao mình biết đó, nó cỡ 10 năm như như cái cây này là nó giống như mai không chú Chánh, nó phát triển lâu hơn mai hay là nó chậm hơn hơn Nó nhanh lâu hơn hơn, mai? nó lâu hơn. Lâu hơn mai. Đây thí dụ như là anh em nói Mai Nu của Gò Công thì phải nhìn nhìn hình nó có cái hình dạng giống như cái sọ của con khỉ. Để em quay sát vô đây thì ta mới thấy. Đây. Thấy không? Nè, cái Dạ. sọ khỉ nè. Miệng nè, mắt nè. Đấy. Còn cái loại Mai Nu khác thì nó không có được như vậy, nó chỉ nu thôi. Mà nó không có cái sọ giống nhọn như khỉ. Đây là cái hình này là rõ nhất nè. Thấy không? Em hình tượng ra chưa? Dạ nè, đây nè, em quay cận cho anh chị xem á. Nâu sọc khỉ. À, nâu sọc khỉ. Đấy. Thì đây là cái tác phẩm này là đạt cái giải bạc. Đạt giải bạc. Của cái cặp kiển cổ Tam Can Ngũ Thường. Tức là bên này là ba nè, bên này ba năm. quân thần can, phu tử can, phụ tử can. À. Nhân lễ nghĩa trí tín Dạ. là theo cái đạo hồi xưa nó là như vậy. Thì cái tiêu chí của nó đó là phải rễ thì phải 2/3, ít nhất cũng phải là 1/3 cái chậu. À. Cái thân thì thân mẹ phải uốn cong, thân con đó là phải từ rễ đi lên Dạ. chứ không phải từ đây, từ thân là không đúng mà À. phải từ rễ đi lên. Và nó thể hiện cái tính là gì, như người mẹ như người cha ôm con vào lòng. Đây nó là như thế này,
Đấy, nó là cái hình chữ V, bắt buộc nó phải là như vậy, còn nếu không đúng chữ V không phải là kiển cổ. À, người ta lai tạo nó, thấy không? À, nếu mà nó mà chung vô cái thân này thì nó là tính là cái mẫu tử, cái thân này là mẫu tử rồi. Mẫu tử rồi. À, thấy không? Cái cây mẫu tử là bà con mình biết rồi đó, là cây này mẫu tử. Nó lên đây, nó bắt buộc phải lên từ cái cổ rễ này. Dạ. Đi lên ta nuôi lên. À. Và nó phải có cái độ cong vô là hình mẹ. Đây là cái hình tượng mà hồi xưa các cái nghệ nhân là bao đời qua người ta cố tâm để người ta làm sao là có một cái tính giáo dục. Giáo dục về đó là vua tôi, thấy không? Rồi cha mẹ, anh em, cha mẹ, con cái trong nhà, thấy không? Tam can mà, quân thần can, phu phụ can, phụ tử can. Tức là vợ, chồng, con là một bên. Nhưng mà phải là nhân lễ nghĩa trí tính. À, con người thì các cái đức tính này là phải có. Đúng không thầy? Thấy không? Đúng không? Đấy. Ví dụ như trường học của chúng ta thì cũng nói là tiên học lễ hậu học danh. Ông bà ta xưa giờ nói vậy. Thì cái hình tượng của cái tạo tán của cái cây kiển cổ thì các vị tiền bối, tiền nhân đã tạo nên cũng nhằm cái tính giáo dục rất là cao. Dạ. Đấy. Đây là chỉ là giải bạc thôi. Còn đây mà là cái này mà phải có được một cặp giống vậy để là đẹp. Đây nè. À. Cái ô, đây 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 đâu, để cho em coi cái này cái luôn nha. Ừ, đó. Đây. Nó giống nhau, nó phải giống nhau. Đó, một cặp đúng một cặp luôn. Phụ tử can. Ở đây giờ nó sẽ không có lộn xộn với phụ tử can quá. Ừ. Cái bên này thì nó cũng tương tự đối xứng nhau luôn nè. Nó phải đúng. Ủa vậy sao cái cây bên này không có, nó là giải một cặp hay là một cặp. À, tính thì giải một cặp. Đây. Còn bên đây. Bên đây đó là các cái nghệ nhân của chi hội kiển cổ Tiền Giang. Hưởng ứng cái phát động của Đảng nhà nước là toàn dân học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo tác nên một cái cây kiển cổ theo tấm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Oh, và cái ngôi sao cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. À, chí công vô tư. Cái tác phẩm này thì do nghệ nhân sinh vật cảnh tỉnh Tiền Giang Lê Văn Hạnh chủ nhiệm, là hội sinh vật chủ tịch hội sinh vật cảnh là huyện Gò Công Tây là tạo nên. Tức là thời đại nào mình cũng phải cho nó phù hợp theo cái cuộc sống, cái nhịp sống, thì các nghệ nhân đã tạo nên một cái tác phẩm này để cho nhân dân thưởng lãm, là hưởng ứng cái cuộc vận động phát động là toàn dân, toàn đảng, toàn quân, toàn dân làm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thì nó có một cặp. Vậy là cái này cũng một cặp luôn, bên một đây cặp nữa luôn. Nè. Ừ. Thì nó đặt dễ dàng. Đây anh thấy đó là nó khác với cái cặp tam can ngũ thường. Cặp ở đây thì là hai bên nó tương đối nó bằng nhau, nó từ lớn cho tới nhỏ. Còn là cái cặp tam can ngũ thường thì chi ở dưới là bắt buộc phải lớn rồi nhỏ dần lên theo tỷ lệ. À, nó hoàn toàn. Còn cái này chi nó bằng nhau. Bằng nhau. Đấy. Bằng nhau hết. Còn cái cây là tam can ngũ thường thì bắt buộc là cái chi cây mẹ là phải lớn rồi nhỏ dần lên theo tỷ lệ. À, này mới để ý nè anh chị. Đó. À. Đó. Cái này nhỏ dần nè. Nhỏ dần lên theo tỷ lệ. Ủa vậy khi mà mình tạo tác ra những cái bonsai vậy, mình làm sao cho nó nó bằng nhau là làm sao? Thì mới nói là nghệ nhân. À. À, người ta phải nuôi. Dạ. Nuôi và chăm sóc nó. Không phải một ngày, một tháng, một năm. À. Mà phải nói là 5, 7 năm, 10 năm trở lên. À. Thì nó mới tạo tác ra vậy. Ví dụ như tác phẩm này thì ít cái gì đó là cũng phải mười mấy 20 năm. Dạ. Người ta mới làm xong.
Nhưng mà bình thường thì theo cái quy luật của cái cây thì nó cũng lên nó nhỏ dần đúng không? À, nó nhỏ dần. Nhưng mà hòn này là coi như là làm sao cho nó bằng nhau. Đúng. À. Hai cánh phải bằng nhau. Bên đây bằng nhau. Nhưng tỷ lệ cũng nhỏ nhỏ dần lên. À. Thấy không? Đó. Dạ đúng rồi, hơi nhỏ dần lên. Hơi nhỏ dần lên. Nhưng mà hai bên nó phải bằng nhau. Hai bên bằng nhau. Cái ngôi sao thì nó cũng chưa phải là hoàn chỉnh lắm. Nhưng cái mà ngôi sao này hơi khó. Ở cái là tạo cái ngôi sao rất là khó. Mười mấy năm rồi đó nó mới được như thế này, bắt đầu tạo tác. Còn cái cây này thì vài chục năm rồi, đương nhiên rồi. Ở những cái chi như vậy là rất là khó tạo, rất là khó tạo đó, mình thấy không, ta phải điều ra rồi cắt. À. Cái này nè khoảng 20 ngày trở lên thì nó mới đâm đọt đấy, chứ đâu phải giống như là cây sắt mà cắt ra vậy. Rồi, nó có lâu hơn cây mai chút, cây mai chừng khoảng 15 ngày. À. Lâu lắm cũng phải 20 ngày đã lâu. 20 ngày thì trung bình là 20 ngày nó mới lên. Nhưng mà cây này nó có nở bông không chú? Cây này thì có bông, cũng có bông. Nhưng mà mình đây thì nó ít bông. Đây nè, bông này nè. À, bên kia cũng đây, có bông. Bên này bông nè. À, bông. Thì cái tiêu chí là phải bắt buộc phải có bông. Bông mai chiếu thủy nên nó chiếu xuống nè. Đó, có bông hết. Chiếu thủy là chiếu xuống nước đó em. À, chiếu thủy là, thủy chiếu là nước á. À. Nè, bông nó chiếu ngược xuống nè. Rất là thơm, khoảng chừng 8-9 giờ. Rất là thơm. Cái này cũng là chủng loại mai chiếu nu sọ khỉ luôn. À, nu sọ khỉ. Thì nu sọ khỉ nó có rất nhiều loại. Nó khoảng bao nhiêu loại chú Chính? Bây giờ mình đang có đó là nu sọ khỉ thì một nè, rồi nu vú bò là hai nè, rồi nu cám là ba nè, nu dây là bốn. Bốn loại. Nu dây là sao chứ? Nu dây là nó mọc thẳng xuống một đường giống như cọng dây vậy đó. À. Nó là cũng là cái nu nhưng mà nó mọc thẳng một đường vậy nè. Đây mình đâu có tác phẩm nào giống vậy không, đâu. Không có. Đây chỉ có nu cám. À. Có nu cám. Nu cám là mình nu cám là bên đây. Đâu mình coi đây, thử cái nu cám thôi chứ. Còn nu vú bò biết sao không? Ừ. Lát chỉ cho nu vú bò. Nu vú bò anh biết nè. Đây có nu cám, nu vú bò, nu sọ khỉ, nu dây thì không có. Đây là dải bạc nè. Cây này là dải bạc của bonsai. Đây nu cám, hình dung ra chưa? Nè, cái nu nó nhỏ hơn hồi nãy, thấy chưa? Nè. Nó nhiều, nó đặc nè. À. Nó nhỏ 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 như cái nút áo. Gọi nu nút áo cũng đúng. Nè, giống như cái nút áo nè, thấy không? À. Nó cũng là cái loại sọ khỉ nhưng mà nó biến đổi gen hay gì đó. Vậy cái này nếu mà mình lâu dài nó có lên sọ khỉ nó bự lên không? Không 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 không. Không, không. Không có. Nó là hả, nó nu nút áo này là nó ra nút áo. Nhỏ như thế này thôi chứ nó không lên nữa. Không phải như cái cây bên kia đâu, nó lên cái sọ khỉ bự. Thấy không? Nó cũng là cái gốc của sọ khỉ nhưng mà nó biến đổi gen cho nên nè, thấy không? Nó cũng là sọ khỉ nè. Dạ. Nó cũng là sọ khỉ. Mấy cây này thì đâu có ghép gì đâu không? Không, không ghép gì được hết. Gen nó không? Chủng loại. Đấy, đây là cái dải đồng nè, thì đây là nu sọ khỉ nè. Thấy không? Nó bự ra. Nó bự hơn nè. Nó bự ra sọ khỉ. À. Nhưng mà nó đâu phải ra cái sọ con khỉ, hình mình dòm vô mình giống như một cái sọ con khỉ. Dạ. Đây dải bạc nè, ấy dải đồng. Đấy. Còn đây nu vú bò là cái từ của người dân người ta gọi. Thì mình không có thay đổi được nha. Bên cây mai cũng có vú bò luôn. Ừ. Đây nè, đây cũng là nu cám nè. Thấy không? Anh thấy nó nu nó rất là nhỏ. À. Nè. Nu cám hoặc là nu nút áo anh chị. À, là nu nút áo đó nè, thấy không? Nó nhỏ 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 nhỏ. Cái này thì hai thân. Hai thân. Hai thì thân thường là ta không chuộng ha, không hay có. Sao chú? Thì trong kiển bonsai thì người ta vẫn là không trong á, là kiển bonsai thì người ta gọi là cây hai thân. Còn nếu mà trong kiển cổ Việt Nam mình á, người ta gọi là song thụ. Rồi một cách nữa đó là người ta gọi là huynh đệ đồng khoa. Ha. À. Huynh đệ đồng khoa nó bằng nhau, nó đệ nó hơi nhỏ hơn chút. Chỉ còn đây giống thẳng như là huynh đệ, còn nếu mà công công thì mình kêu là công hơn mà thấp hơn thì là gọi là phụ tử đồng khoa, tức là cha con cùng đổ một khoa, là cây kiển hồi xưa. Còn giờ thì chơi bonsai thì người ta gọi là cây hai thân.
để xem chú Chính giới thiệu một số tác phẩm anh chị. Đây, đây là nu bà con ở vùng Gò Công này gọi là nu vú bò, nó bự hơn chút. Nu, nhau chưa? Nu vú bò. Đây nè, cũng là sọ khỉ nhưng mà nó bự. Hồi nãy mình nhỏ, mình thấy nhỏ không? Dạ. Đâu phải đó là nó ra cái này đúng không? Đó. Đây. Đó. Nhánh vú bò thì em biết nhưng mà bây giờ nu vú bò là mới biết nè. Nó ra cái nhọn nè vậy đó. Nhưng mà cái này nó bị gì? Cái này là nó bị thẹo. Hồi đó nó có cái nhánh ra đó mình cắt để cho nó bonsai. Cái này là đang nó liền hết rồi nè. Liền hết rồi. Còn cái này nó đang liền. Đó là thẹo đồng tiền hết rồi. Nay còn một miếng nữa ha. Mốt cái này nó sẽ liền giống này. Đạt yêu cầu hết. Thẹo đồng tiền, miếng là mình đi. Cái này là cây trưng bày thôi. Dạ. Chứ không có thi. Này bên này cũng vậy nè. Cây trưng bày thôi. Thì cái này còn đang tạo tác kiểu vậy. Cây này là cây trưng bày. Đồ sổ. Đây. Đây là cây linh sam hồng. Cây này đẹp quá. Cũng là linh sam nhưng mà linh sam màu tím, linh sam màu trắng. Dạ. Đặc biệt thì trong cái hội thi này có cây trưng bày của cây linh sam hồng. Cây này thì Hồng ơi là mình đã đăng ký OCOP rồi. Đăng ký gì chứ? Sản phẩm OCOP. À, sản phẩm OCOP. Mỗi xã một sản phẩm á. Dạ. Thì mình đã đăng ký sản phẩm OCOP xong và đồng thời mình đang đăng ký sở hữu trí tuệ. Linh sam hồng. Linh sam hồng. Cái linh sam này so với những cái linh sam khác là nó có giá trị cao hơn không chú Chính? Giá trị thì mình không dám nói nhưng mà nó cái đặc điểm nó là cái bông nó khác. Màu tím, màu trắng. Mình màu hồng. Cây này đẹp nè, dễ thương. Đó, bên kia cây. Cũng là cây nữa. Bên kia là đem tới trưng bày một cái này. Đó luôn á. Nhưng mà cây này không bằng cây kia. Không bằng. Nhưng mà nó cũng có cái nét dễ thương lắm anh chị. Ví dụ như cái cây bên kia là giá trị hiện tại nó tầm khoảng cỡ nhiêu chú Chính? Cây nào? Đây, cây linh sam này. Linh sam hồng. Linh sam hồng. Cái đó ra màu hồng. Tím hồng. Thì cũng khó nói lắm Hồng ơi, tại vì không có chủ nhân ở đây. Đó là không có chủ nhân ở nhánh. Đây. Dạ. Mua nhánh á, thì người ta chiếc một cái nhánh. Cái này có ghép không? Không. Chiếc cái nhánh ra vậy nè, là người ta bán nhánh. Thì khoảng 50-20 tùy theo lớn nhỏ. Là mình chiếc nhánh á. Chiếc nhánh. Còn nguyên cái phẩm này thì phải có chủ nhân mới được. Chứ mình không có. Còn ở đây. Cái đó là bình thường, đó là hồng ngọc mai. Không, đó hồng. Đúng rồi đó, hồng ngọc mai. Cái này nè. Nhà em có. Phải không? Cây này nó bằng quá. Nó cũng bằng lá bên kia mà. Hình như là cái này hồng ngọc mai vậy. Còn cây này là cây gì chú? Nó cũng là linh sam hồng á. Linh sam đó. Thì cũng xử lý một lượt nhưng mà nó bắt đầu nó ra đó. Ồ, cây này cũng đẹp nè. Cây này cũng đẹp nè. Mấy cây này là cùng một cái nghệ nhân chủ, hết. Cùng một chủ của nhà vườn nè, nó ra cái bông vậy nè. Thấy không? Dạ. Đây là người ta đăng ký rồi nè. Ở Xuân Đông chợ gạo luôn nè. Ở Xuân Đông chợ gạo. Ở kia có tác phẩm gì nhìn hay quá. Thác đổ. Cái này không có giải. Cây này không có giải chứ. Nó kiểu như chưa ra bông, chưa ráy hả? Nó chưa hé được cái lá. Giống như cây chết thì nó có chấm. Đó phải có sự sống mới được. Phải có sự sống. Tức là anh chiếc. Sự sống. Chứ tính cây này cũng nghệ thuật đó chứ. Nghệ thuật đúng rồi. Dạ. Nhưng mà nó phải có sự sống tương đối một chút. Nó phải búp lên. Vậy là cây này cây tiềm năng nè. Cây tiềm năng, đúng rồi. Cây này là chủ nhân là cũng bên kia hay là khác nữa ha, chú? Không, chú không nhớ hết đâu. Chuyến này mình đi săn tìm đồ cổ độc lạ. Cây này là cây gì vậy chú? Chú Chính ơi. Ý da, nó có gai. Hả? Cây này chú Chính. Bùm sụ Oro. Bùm sụm Oro. Có gai nhỏ chứ. Hồi nãy là mình xem được một dải bà vàng nè, hai dải bạc. Rồi thêm bạc tới một dải bạc.
con xe chung. À, là mãi mỗi cái là một cái giải vậy đó hả chú? Một bạc một đồng, một vàng một bạc hai đồng. Ừ. Xe chung. Cây rất đẹp luôn. Để theo dễ vàng của cái Trung á. Này chú Chính qua giới thiệu bà con cái chú Chính. Dễ vàng nè. Đây là cây Môn Sa Ma Chiếu Thủy, cũng dòng là Lu Gò Công, nhưng mà nó không rõ nét. Nó không rõ nét. Thì mình thấy đó là rễ rất là đều. À, nó gần như là cái bàn tay đưa ra, thấy không? Dạ. Rồi cái thân đó là cái trực, tàn bố trí rất là hợp lý, tán đẹp, tán mịn ha, tán mịn, rất là đều, rất là già, nói vậy đó, tuổi đời của nó thì cũng phải vài chục. Rồi cái này hoành chắc từng bốn mấy. Khoảng 40, hơn 40 chút. Rồi tác phẩm là lượt giải dễ vàng. Vàng của bonsai chung rồi, đồng rồi. Thấy không? Đây nè, khu này là khu bonsai trung. À, cái này là có cái nào đặt giải chưa? Bên đây thì không có. Này chưa đây có. Đây nè, bây giờ em đặc biệt em coi lần này em phải giới thiệu là mấy cái tác phẩm trưng bày về cây dừa. Đây, à, cây dừa. Cây dừa là quá quen. Dạ. Với em, nhưng mà bà con thì chưa có quen lắm. Dạ. Đâu. Chú giới thiệu cho bà con cái. Ông Minh ơi, giới thiệu cho. Vào, 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 có giới thiệu không? Chú có chủ ở đây thì giới thiệu chứ. Còn không có thì chú mới bảo mộ chú. Có dạ, chú. Dạ. Được. Đây, rồi. Rồi, em chào anh. Em giới thiệu tên luôn anh. Em tên Giàu Đặng, vụ con trai cổ thụ của Tiền Giang. À. Cũng, mà anh em xem YouTube bên Trà Sài Gòn vì tham quan kiện cổ, thi hội con trai kiện cổ Nuôi Bồ Công có trưng bày một số sản phẩm dừa cổ thụ thu nhỏ mini. À rồi anh giới thiệu cho bà con anh. Cái này là thể loại dừa con gáo, này là mới 7 tháng tuổi thôi. Này là mini để bàn. Để bàn mới để bàn làm việc rồi, hay là bàn học, hay là bể bàn ông địa rồi cũng được. Tùy mỗi chứ thích người, nó ginh hàng gọn mà hàng cầm tay. Cái này hàng cầm tay. Cái này cái gáo dừa mình đánh bóng hồi còn nhỏ á. Hồi lúc nó chưa lên mọng là mình đánh trước rồi, cái nó lên mọng là nó ra rễ đó, rồi sau này mình nó thành phẩm rồi mình sơn. Dạ. Mình xử lý đó. Nhìn lại ghê. Còn mấy mô hình trên đây là mấy cây của tuổi nè, mấy cây này trên 15 năm hết rồi. Ở cái này thì giá trị nó tầm khoảng nhiêu ha? Cái này 250-300, cái này hàng như để bàn với hàng chơi, ba cái hàng chợ. Mấy cái này cây siêu tầm, cây cổ, mấy cây này như thu nhỏ lại. Mấy cây này nó giá trị theo thời gian. Mấy cái cây này thường giá này khoảng trên 10 triệu. Mà cây này trên 15 năm nó cái độ khó của cái cây nó có. Nó nhìn nó có độ khó, mình nhìn thấy độ khó cây đây với nó có cái hầu cái này. Có độ khó đây chứ mà mình rút và lúc đó đem về là lá cao tới 3 mét lận. Rút từ từ cây này mất phải 4 năm. 4 năm mới làm được cây này. Còn mấy tiểu cảnh này thì mấy cọng dừa khô mình làm theo tiểu cảnh nó có cái hồn được chơi. Thí dụ em có thắc mắc cái gì em cứ hỏi. Ủa anh, tại sao cái khúc này? Cái này á là cái cây này là em siêu tầm trong mấy vườn quang, nó thiên nhiên nó tạo. Nó dạ. Tạo cái độ khó này chứ những cái kiển khác mình bẻ được, còn cây dừa này không bao giờ bẻ được, cây dừa là dừa thân nước. Dạ. Mình trồng nó cũng không được, này thiên nhiên nó ra làm sao mình chơi vậy. Rồi mình về cái lá này thì mình sửa, còn mấy cái lóng này là thiên nhiên nó tạo hết. Dạ. Chứ dừa mình không có tạo. Có bao nhiêu loại ha anh? Cái dừa cổ thụ này nó chỉ có một loại dừa cổ thụ thôi, nhưng mà một loại là da trơn với một loại da me, mà ở đây toàn là da trơn không, mà da me không có. À, cái này là da trơn á, nhưng mà nó cũng có
thì nó tính giá trị theo thời gian thì nó lão từ từ nó láng. Là cái cây dừa lão này nó là mình nói những cái dừa ăn trái thì nó có giãn lóng, nó sẽ thoát thân nó giãn lóng ra mình đếm cái mặt lá được. Còn cái dừa già mà nó là nằm trong chiếc sống nó không có đó, rồi nó càng ngày nó già nó bị thung lại không, nó rút. Cái này có trái không anh? Không, cái này mình chơi bonsai là nó có hai bề mặt với bề trái nó. À, ví dụ mình chơi bonsai thì không có trái, tại vì cây dừa nếu mà chỉ có trái là phải cổ cho nó lớn, còn mình rút bonsai là mình không có trái được. Rồi mốt cái sao em? Thế là nếu mà có trái thì nó nặng á, thì có trái thì cái cổ nó phải bự bằng bù gối đùi vậy nè, nó mới sức sống nó mới có được, nó mang bông được. Còn cái này là mình chơi bonsai thu nhỏ. Nhưng mà anh em thắc mắc là bình thường là một cây dừa là nó cao vậy này rồi sao anh thu nhỏ lại được? Thu nhỏ này là thiên nhiên nó có sẵn. Thiên nhiên nó tạo là như trong mấy vườn quan, nó không lớn nó bị đè hay là nó bị nhỏ, nó bị ngã nghiêng hay là nó vô trong mấy vườn quan nó bị gặp nó không lớn á. Dạ. Chứ không phải tự chứ không phải làm cái này cây siêu tầm bởi vậy nói. Tại cái cây này hồi xưa là nó nghèo, nó không có tiền nó ăn. Cái cây này bởi vậy nói những cái cây này cây siêu tầm chứ anh không có trồng được. Dạ. Cây siêu tầm về cái dừa lá này thì anh sửa, còn lóng này là anh siêu tầm về. Dạ. Làm em tưởng là một cây dừa bự vậy. Không có đâu có thu lại được, mấy cái đó không thu lại được. Kể cả kiển cũng không có thu lại được nữa. Sao anh nhồi nặng không có cái này là của nó tạo chân trời. Cái mốt mấy cái lá này là nó còn lớn nữa không anh? Không, sao thấy gãy một cái nè, mình xử lý hả? Cái này gãy hay là nó đang ra? Nó đang ra, đang ra nữa. Mình xử lý nó. Nó chỉ được cỡ này nó hết cỡ này có thể như cái độ này là vừa chơi rồi, sau này thời gian nếu anh có chơi nữa thì anh rút lá nhỏ nữa, càng ngày càng nhỏ lại. Như từ từ mấy thằng này nè anh rút nè, như bự nè, thì từ cái mình rút lại lá nhỏ là gì. Thì từng rút lá nhỏ này thấy cưng nè, nó nhỏ này nó vừa vô cái phơm nó mình sửa tàn lá theo cái phơm cây. Dạ. Nếu mình sửa cái cây nhỏ quá mà cái lá bự quá thì nó hút cái cây. Nhưng mà lúc anh lấy cái tịch này về thì ở trên đây có lá không? Cái lá nó cao tới 2 mét mấy 2 mét nè. Nó cao lắm, rồi gì rút từ từ lại. Dạ. Về mình thu nhỏ mình cắt mình xử lý nó. Dạ. Nhìn lạ ghê mọi người. Rồi như cây này thì giá trị nó cây này 5 triệu. Hoành nó tầm khoảng cỡ 32-33. Cái này nhìn cũng giống con thú nữa. Còn cây đó là cây độc biến, cây đó là lùng tự nhiên độc biến, không có bàn tay mình sửa vô nó độc như biến hay sao? Nó độc biến là cái lá nó tự nó xây tự nó ấy. Còn cái này là bàn tay nghệ thuật em sửa, còn cái này là tự nó làm, bên em không có sửa nó. Nó độc biến. Ủa mà nó có một cục nó, mấy cây này mấy 7 năm mà. Nhưng mà cái lá này tự nó ra nó xây vậy đó. Mình không có làm nó ra nó trẻ vậy nè, không có sửa. Còn mấy cây này là mình phải sửa nó, mình phải xử lý nó. Còn thằng này dao mình đút vô đâu được đâu. Nó khít như cùi khóm vậy, nó đâu có được. Dạ, tự nhiên. Ừ, tự nhiên. Tức là cái lá dừa đó anh chị, thay vì là mình phải bẻ sữa ra tàn tứ diện vậy nè, thì cái kia là nó tự động nó phân tứ tự diện này luôn. À, nó tự động phân tứ diện luôn. Này mình đọc biến. Cây này nó tầm khoảng bao nhiêu anh? Cây này mấy chục. Mà cây này ấy em 50 chỉ không? Cỡ 40-50, nhưng mà này em đem đi trưng bày chơi chứ em không có bán. Dạ. Tại anh em hỏi thì em nói vậy chứ. À. Nhiều khi người ta nói là cái cây này mắc lắm, nhưng mà đúng với người chơi thì người ta nhìn ra thì không có mắc. Còn cây này là cỡ cái thân đó là lạ 25 nha. Năm. Cái thân nó lạ nha. Thì nói này nó đúng cái kiểu bên kiển là kêu đầu dôi đi chuột, là nó có ngắn ngắn cái đầu khó, nó già nó già, nó già già gân guốc ha. Cái này giống cánh tay em bé. À. Cánh tay em bé. Cánh tay em bé ngứng. Ngắn ngắn, ừ, đúng rồi. Mấy em bé mập á, tay sẽ. Cây này thì tầm khoảng cỡ bao nhiêu em? Cây này nếu mà anh em giao lưu thì có 15 triệu à. 15 triệu. À, đó là những cái tác phẩm dừa bonsai. À, địa chỉ của mình là ở đâu ta? Ở ấp Bân Bình, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. À. Để sẵn cho số điện thoại bà con muốn liên hệ. Số điện thoại của em là 0938 028 565. Tên mình luôn. Em tên Giàu Đặng. À, Giàu Đặng. Rồi, cảm ơn anh Giàu. Rồi. Cảm ơn, chào mấy anh em nha. Dạ, chào anh, cảm ơn anh ạ. Rồi, mấy anh em mình lại đi tham quan tiếp hội thi bữa nay anh chị. Thấy Du Chính đang nói gì cây đó kìa. Bu lại. Thì cũng nghệ nhân người ta tùy vào ý tưởng. Tùy vào cây mà người ta có cái xây dựng cái tác phẩm của mình. Ví dụ như có người nói, ừ sao không cắt cái này, để tạo thành cây bonsai. Nhưng mà người chủ nhân người ta thích chơi như vậy thì người ta có quyền tạo vậy, người ta có quyền trưng bày. Thấy không? Còn đi thi có chấm hay không là tùy.
tùy theo cái điều lệ của cái quy chuẩn của cái cuộc thi đó. Thấy không? Tác phẩm này rất là đẹp. Cũng tác phẩm là cái... này là ý tưởng sao chú Chính? Tam Sơn Quần Tụ. Đây, ba cái nhánh Tam Sơn Quần Tụ. Quần Tụ. Mỗi một cái chi của nó là đây em. 1 2 3 4 5 6. Đúng ra đó là theo nguyên tắc á, là mình tính cái này là một chi. Khoan chút xíu đi để tôi coi coi còn cái gì đó để làm với mấy thầy để tao coi lại, tại vì có bây giờ đi nữa rồi. Vậy hả? Cảm ơn anh Chính. Cũng có xong rồi thì cũng có bàn tiệc, nhưng mà giờ không biết bên kia ban tổ chức nó như thế nào, tôi cũng không biết sao. Tại rồi. Cảm ơn. Rồi ráng phát động nha anh Tuấn. Dạ. Ê, ổng chơi với tao lâu lắm rồi của mày nó. Dạ. Dạ hết rồi. Dạ. Cho nên cố gắng là sau này là anh em sinh hoạt rồi gì có gì thì thông báo ha. Dạ. Gắn kết nhau, đừng có chia bè xẻ nghé. Trời ơi, chơi cái đó không có chơi, giống như ông Tám Khuyên vậy trời. Ôi trời ơi, ông đó. Toàn bộ bữa nay là chiếu thủy hết anh chị. Mất xe đâu đâu. Hợp tác được rồi chơi vui chứ. Nghệ thuật mà đâu có sự đâu có ranh giới. Anh biết từ Cà Mau mà người ta mang thẳng phẩm về đây người ta thi với mình. Dạ. Còn ổng có mà ổng không đi. Dạ. Chơi gì vậy? Yeah. Tôi làm chút tịch hội tôi nói thẳng vậy. Yeah. Không? Từ yeah. Cà Mau, Cần Thơ rồi người ta xuống đây rần. Dạ. Yeah. Rồi đó có bà Thành chết rồi. Cho nên là không có nên. Dạ. Yeah. Nghệ nhân mà không đưa kiển đi trưng bày dự thi làm sao 5-7 năm liền. Dạ. Yeah. Còn đi nữa mà. Đây em sẽ quay cho anh chị xem một loạt những cây ở đây ha. Sẵn mình xem tham quan luôn. Anh chị nào mà đam mê về mai chiếu thủy nu gò công thì mình tham khảo luôn. Những cây này thì em thấy là chưa có giải ha, nhưng mà có thể là những cây rất là tiềm năng so với những cây mà hỏi lúc ban đầu chú Chính có giới thiệu cho mọi người á, giải vàng, giải bạc, giải đồng, giải khuyến khích ha. Đó, thì những cây này đây nè, đó cũng một giải khuyến khích đây nè, cây này là giải khuyến khích ha, là vô thuộc lại bonsai đại. Thì những cây này á, là những cây tiềm năng, bởi vậy một cái giải mà giải vàng, giải bạc, giải đồng. Chút nữa em quay sơ lại cho anh chị xem là nó bao gồm những kỹ thuật rồi những công mà ta chăm sóc, nghệ nhân chăm sóc rất là nhiều năm luôn anh chị. Để em xem có những cái tác phẩm nào độc đáo cái quay cho bà con xem nha, đi mình đi sưu tầm nha anh chị. Em đi sưu tầm thì mình theo cái cảm quan của em thôi. Rồi với bé Hương nè. Đó, rồi chào em. Mọi người. Rồi, chào em Hương. Hay mình đi kiếm những tác phẩm độc đáo rồi em đi kiếm cái chủ nhân giao lưu cho bà con luôn nè. Cây me nè. Hả? Cây me khủng. Ồ, biết cây me luôn. Cây me đúng không mọi người? Cây me đúng rồi. Cái hoành này chắc bự rồi nhiên. Quanh này tầm khoảng cỡ 65-70 anh chị, 65-68 ha. Dạ, à. Nó bự hơn cái eo gì. Ừ, bự hơn luôn. Dữ. Dữ không? Cái này là chủ yếu là mai chiếu thủy. Mai chiếu thủy. Ở đây có cây me đó. Còn cây này? Mai chiếu thủy bonsai. Cây này là gọi là cây gì ta? Để em coi. Không có ghi tên cây. Không, nhìn cái này quen lắm nè. Nãy Lộc Vân. Mấy cây nhỏ bên kia kìa. Khóa qua bà con quý vị. Để chú em hỏi lại nha. Cây này đẹp nè. Nhìn cái em mà bị không biết anh chị thông cảm nha. À, lát hỏi lại cây này mình đi kiếm. Ai biết cây này tên gì comment ở dưới dùm cho Hoàng Hương nha. Ok. Đây nữa nè. Cây này giống cây đó đó. Ừ. Phải không? Cái lá giống á. Giống. Lá giống.
cái này cây thú anh chị ha, cây thú mình đi kiếm cây độc lạ rồi. Cây này độc lạ không? Nhiều khi mua luôn không chừng. Thôi mình kiếm cây siêu mini đi em. Đúng rồi. Này cây mai nè, ấy là cây cây me nè. Ở này chưa thủy ha. Mình thôi kiếm đi coi cây à. Mini đi. À cái bông nãy giống này hả? Nè. Đâu cái này là hoa giấy nè. À này hoa giấy. Lụa. Ủa không lẽ cái cây kia cũng là hoa giấy hả? Cây bên này hả? Không. Không, cái cây hồi nãy anh hỏi tên gì á, không. Cây lá nó khác. À dạ đúng luôn mà bông giấy luôn á. Phải không? Nhưng mà thấy cây lá. Lá khác không? Mà. Khác. Nè vô trong đây có cây nữa. Giờ mình đi coi cây mini. Cái này con gân thú nè. Phải không? Hả? Phải không? Lá giống hả? Ừ. Giống ta. Ờ, em hỏi rồi giống á. Hỏi cây cây gì? Cây bồ đề hả con? Dạ. Bồ đề hay là cây đa gì đó. Dạ. À. Ủa cô vậy nó lá giống như lá bồ đề nè. À. Lá bồ đề. Dạ. Cái bồ đề bonsai. Cũng như đài nó vô chỗ đâu có gì đâu mà ăn uống đâu nữa, thì nó đâu có phát triển nữa, thì nó sẽ tạo ra cái lá nhỏ. Lá bồ đề. Lá bồ đề. Cây này nó tầm khoảng nhiêu chú ha? Cái này cũng khoảng 20 năm đó lên. Ý mà nhiêu tiền á? Nhiêu tiền thì không định giá không được. À. Tại vì nó vô giá, thì cái này là cái vô giá. À. Đây có mấy cái tác phẩm này có chủ nhân ở đây không? Chủ nhân này là có hình như người ta gửi cây đi thi á. Ờ thì cũng phải có chủ nhân này chứ. Có cái người đại diện chứ. Đúng rồi. Cây xù nè. Chúng thôi đem đi mất sao? Mới cái triển lãm ngày đầu tiên rồi chưa có định giá được đâu. À. Mới cái khai mạc. Mới khai mạc. Giờ mình muốn biết cái là mình trực lắc rồi. Cái trực lát. Dạ, cái bông khai trực lát, cái manu, manu lát trung. Rồi, chơi mini vậy nè. Thôi. Cây này đẹp, cây này cũng đẹp. Cây này rất nhiều cây. Đấy, chắc cũng không mắc đâu. Không mắc được. Nhưng mà kiếm cây nào dữ hơn rồi hơn. Mua hả? Đấy. Dữ vậy hả? Vậy là cái cây này nè. Nhất nhì thôi. Cái cây này tiểu mini. Cây này bự. Còn siêu mini nó chút bé quá. Dạ đúng rồi, siêu mini. Siêu mini có lên chừng chưa được một tấc. À. Siêu mini có cây bình cháu chú chính á, bình á. Bên thầy nè, bên thầy có mấy cái siêu mini có chút xíu là vô chợ. Ở đâu chứ? Bên thầy nè, bên thầy bỏ ra trong nhà đó. À trong nhà đó. Trong nhà á, siêu mini có lên có chừng một tấc tạo loại để nó có chút xíu là chia tạ nó nhỏ chút xíu. Dạ. Siêu mini. Để chút vô tham quan nữa nha. Trong chùa á, nếu có vô trong chùa, chùa có mấy cái siêu mini. À, mà người ta có cho vô trong chùa quay không? Phải có người. Ở đây có một cây hương huyết thế này gọi là gì không? Thế trực. Cây thế văn nhân. Văn nhân hả? Ừ. Ủa nhưng mà nó thẳng tắp mà. Thẳng tắp nhưng mà nó có cái rũ xuống đó. Cái thế này nè. Tại sao lại là văn nhân? Hỏi em hỏi chú. Dạ tại sao lại là văn có, nhân? Có cái này ở Tiền Giang mình. Thế văn nhân. Tức là một người nhân văn. Có học đúng không? Văn nhân và kiến thức cao á. Mà cái thế này dễ tạo. Vì có cái cây đứng lên mình cắt cho này chứ nó có cái nhánh tược lên mình bẻ xuống mình uống. À. Này, cái này là dễ chơi nè, cái này dễ tạo luôn. Dễ tạo luôn. Dễ tạo mà cái dáng nó đẹp, nó vô nhìn cát rồi cây mà không có cây. Tôi thấy cái cây này khá dễ. Về bắt đầu về cắt cái sản phẩm nhà về làm liền. Cái này chỉ có nãy giờ em thấy có một cây duy nhất à. Một cây duy nhất nè, theo đáng lẽ là chơi một cặp rồi là dòm thấy nó hay hay. Này cũng cái dòng họ mai nè. Cô biết sao vô đài á, đài coi như nó không có còn ăn uống gì, nó không có một miếng gì đó, chỉ xịt thuốc. Dạ. Rồi đầu cái đài riết cái lá nó thun nhỏ là. Không biết tại sao gọi là thế văn nhân không? Không. Thường mấy cái ông mà kiến thức mà cao mà coi như là hay đeo kiến đúng không? Đeo kiến mà cao cao gầy gầy á. Em nêu kiến em cũng cao cao gầy gầy. Ở chỗ vô văn nhân
Ở này thiệt mà nè, thấy không? Thế nào là thế văn nhân nãy giờ, thấy không? Lắc lượng nhẹ nhàng nè, thấy không? Như đấng văn tao có học, cung kính lễ phép nè, thấy không? Như không chịu gặp mình luồn cuối, thấy không? Cái này gọi là chính trực á. Văn nhân, thế văn nhân á. Hàng đọc á. Cái này để coi cái bộ đế nè, bộ đế cũng đều nha. Bộ đế chưa có vũ ra, hôm nay nó về cái này cái cây rong rong đất này. Nó bộ đế này cũng tương đối là đẹp á, đều á. Cái hình cũng hơi quái quái. Dạ. Cái này nó hai chân trước nè, hai chân trước có cái con mẹ nè, ý cái thằng con nè, con chơi. Dạ. Yeah. Cái này là siêu mini nè, có nhiêu đây nè. Dạ. Yeah. Cái thằng nhỏ này nè chơi mà cái là cắt cái gái rồi nhìn lại là chẳng là cái siêu mini. Nè đang thằng ông cha kiến thức cao rộng đang dạy cho con học bài. Đó cái này là cái ý tưởng lắm nè con nè, cái thằng này là dạ, đó. Ừ. Anh cha nè, ông này cha nè. Cha nè, già cao tới già cao tuổi, một thân một cõi nè. Rồi đầu bắt dạy con nè. Cúi xuống dạy cho con. Cúi xuống nè, gần đầu cúi xuống dạy cho con nè. Nè, cái đầu cúi xuống dạy cho con nó lên nè. Cái này nó có nếu mà hiểu ý nghĩa. Cái này thằng con nè, nó nhìn cái này không biết là nhìn cái thằng này nè, nó tới vô tôi nhìn chỉ có một cây nè. Đúng rồi. Chỉ một cây này cái tác phẩm nó dễ chơi, dễ tạo luôn á. Ý nghĩa dữ lắm mà cái dạng đế này đây này có chân cái gì có đuôi nhưng mà đợi được cái nhánh này mọc ra cũng cả vấn đề á. Rồi lâu lắm không biết gì nào mà lâu lắm tại chị có cái mục rễ nó lên cái thằng này mình tại sao mình đài nó cho nó thung lợi cho nó nu rồi là vậy nè chứ không phải lên cây này nó gọi là cây gì mai gì cái này cái gì chứ mai chiếu thủy hay gì mai chiếu thủy mình đúng rồi mình đài nó nè mình đài nó trước là nó ra vậy nè ủa mai chiếu thủy luôn ừ nè đài là cái gì chú là nó không có còn ăn uống gì nữa đâu mai chiếu thủy cái này tên sang tên sông còn tên hồng còn mấy hương chú tên gì chú Thuận chú Thuận ha Thuận sông là chắc cái tên sang này chắc sang. Tên của chủ nhân tên chủ nhân ồ cây này được nè cây này là cái ý nghĩa nè hồi nãy giờ chú đi cái kia thì nó nhìn tầm mắt bình thường cái lắm cái này nó dễ chơi về chú tạo ra liền chú dạ. Chơi như vậy liền tại vì dạ. Cây nguyên liệu chú nhiều lắm chú là cũng nguyên liệu nhiều lắm hả cây nguyên liệu trồng rồi đồng đồ đó về mới chơi lên cũng tác phẩm nhiều cũng được giờ chơi bộ đế chú giờ đang chơi bộ đế dữ lắm dữ lắm hả chú được bao nhiêu tác phẩm thì cũng giờ chú tác phẩm chơi đế mà đâu có được chẳng này tại vì mới chơi cây dựng chú có giao lưu nhiều chưa thì cũng bây giờ mới vô hội qua kiển nè hồi đó có vô mười mấy năm về trước sẽ bỏ giải hay đâu rồi không có ít đi giao lưu bây giờ làm lại là chú đam mê lắm cây này thấy đẹp nè nhưng thấy mà đẹp. Phải thay lại cái chậu này cho nó sen lên xíu nữa thay cái chậu cao một chút chiếc bông nè cái là... chậu này nhìn nó hơi cổ cụ đây là người tri thức cần cốt cách bên trong chứ không phải là bên ngoài ok hay giữ vậy ta chứ sao đeo cái ấy micro lên để dưới sao nghe tác phẩm này là thầy giờ cái giá này giống bơ mai nè cây mai chứng thủy là coi như nó không có còn ăn uống gì nó chỉ còn là ấy là già coi như là già sao cái lá nó nhìn không thấy không giống á lá này nó nhuyễn với ta lá dưới thủy nó khác nha này cái này giờ dòng họ nu còn này nó lá nó trơn cái này đằng này là trơn mai trơn của mình nè mai trơn mình không có nu nè mà nó cũng chứng thủy luôn hay nó gì chứng thủy mà nó cũng có bông luôn hả lá nó là nhỏ lá nó nhỏ đài nè còn nếu mà cái chủ nhân này hỏi là biết cái như cái lá mai này sao nó bị hoặc là chiếu thủy hay là cái mai gì đó cái cây gì đó cây gì lá nhuyễn nghe nè cái cây cũng mai kim giòn phải cái lá gì á cái này như cái cây khác á cái thân này cái thân mai nè chứ nhìn cái thân là thân cây mai mà không biết cái nãy giờ nhìn mà ra bị đài cái này bị đài nó không có còn ăn rễ nhưng mà cái lá nó khác hẳn hoàn toàn nè nó không có xuống bầu đế nè dạ cái lá khác hẳn hoàn toàn lá chiếu thủy nó khác chú rờ cái cảm giác cái gì cái lá cái này nó dày hơn nó nhỏ mà nó dày cái lá nhỏ dày không cái độ mướt của nó là bị đài cái như là cái loại này bị đài ấy rồi nè cái lỗ bóng nhút nè nhưng mà cách tạo lá của nó khác nha đây, cách tạo lá của nó khác nè tại vì nó không có còn ăn uống gì nữa nó hết ăn rồi nó mà cái này là nó mọc từ thân luôn đó còn cây bên này nó không mọc từ thân chiếu thủy này không mọc thân cái thân thủy này nó là nu nè mấy cái này nó nu nè còn cái này nó ra từ thân luôn cái này nó nu lên lạc lắm
cái tác phẩm này là chú vô rồi thì có cái tác phẩm này chú ân ý ha, những cái tác phẩm này dễ chơi dễ làm mà là có nó có ý nghĩa. Để chốc nữa con đi sưu tầm cái này cây này giờ là chơi tầm này thiệt đấy chú nói thiệt chú ở nhà chú dạy tạo biết bao nhiêu mà cái tác phẩm mà để mà vừa học thầy mà vừa về tạo tác phẩm chơi vừa vừa đô bộ đế lên đây mua bộ đế lên này bonsai tiểu dễ vàng nhưng mà nó có bị một cái vết ha bị sẹo cái nhánh đó. Mình coi nếu mà không có thằng này thì nó ra cái dáng bay mà dáng bay thôi mà cái dáng này cho cái dáng này nè mà ra cái tác phẩm này là cái mẹ cái nó lắc lên cái thấy nào lên là nó lắc lên nè lắc lên người ta mới lấy cái thằng này ra vô ba vô lắc nè cái tác phẩm này chơi là cái cây này á, là được hai cái tác phẩm vừa lắc mà vừa bay này bao nè nhìn nó nếu mà mất thằng này á, mất này là thằng giang này giang bay nó coi như đổ ra cái này giang bay rồi nó còn cái tác phẩm này nhìn nó lắc lên nè nó lắc lên thôi là được cái giang ra là được hai giang cái góc này cũng hay lắm nè hơn chú cái đó dạy bạc á góc này hay nè góc này cái đế nó nhỏ xíu mà bự nó đều góc nó đều mua cây này đi anh bao nhiêu cây này mới đúng mấy chữ thủy nè cây này đẹp nè cây này dán chật nó cái này là cái thằng đó còn bị đài nó mới nhỏ lại cái lá da nhám nè lá không có nhám nè lá cái gì nè nó cũng đài lại cái này nó thun lên cái này dễ bạc nè cái góc này á là hoành nó tầm khoảng cỡ 22 à nhưng mà nó dách chữ A đế ra hơn cái đo đo cái đo này ở dưới là nó hơn ở dưới là tầm khoảng 50 á đo cái này ở dưới nó đẹp quá ha dưới nó đẹp nó nhất nó rễ nôm luôn đi bài ủa gì dễ nhất của mini là cái thằng ai ta nãy giờ không giờ nãy giờ mẹ mua đi mua nãy giờ không thấy dễ nhất của mini ha chưa cũng như ngày mai bữa nay là ngày 22 bữa nay là 22 tây ngày mai là mới khai mạc ngày mai 23 tây là khai mạc thì chấm điểm đó ngày 23 tây á góc này 24 tây là kết thúc góc này cũng có cái lỗi ở đây nè đây nè ở đây ta kêu hết đây nè hồi đó ảnh bị bệnh đây nè đi bệnh ấy nè chứ cái này không có cái này là giải vàng luôn á không chắc nó có cái này nè nó bị cái tẹo này nè mang cái theo kính nó lỗ kính chứ không thôi là nó giải hoàng luôn rồi đó không biết chị giải nhất là ở đâu thôi chưa nãy mới thấy chị kia chấm điểm này. Đây có mấy cây có cây mai nè anh chị ơi có cây mai cái cây gì giống cái đèn quá nè anh có cây mai nè có cái gì nè Aladdin và cây đèn thần đây có cây mai 5-6 cánh cây này cây mai chín cánh 19 cánh mai chín cánh chín cánh mai chín cánh mai giáo này là giáo Thủ Đức này là gọi là giáo giả Thủ Đức nè chín cánh nè giáo Thủ Đức nè tạo sáng nè cái tác phẩm túi này nè là trẻ ra cái này là xong nó liền nè cái này là mới làm nè mai nói chung là khó chăm lắm bởi vì giờ nó chỗ rồi nè ta lật lá xuống cho chỗ luôn nè ở đấy cái này cũng tương đối đẹp đấy này đẹp cây này cây zin có cái lỗ bên này cây này là cây sứ sứ một cặp sứ cặp rồi tác phẩm này cái này liền nè cái này là xong rồi nè cái này là không chết rồi nè cái này là mới trẻ làm nè cái này cái ông ở trong súng giảng là ổng là bên ông súng giảng ổng là cái gì cái tác phẩm sứ này nè cái súng giảng ở xã Bình Tân nè cái tác phẩm của ổng làm là sứ là sứ mà ổng làm những cái bông hoa những cái gì làm đó là vô thấy là cái tác phẩm của ổng là bên sứ không còn cái này là cái gì ta cái cây này kia hồng ngọc mai gì nè cái tên mai cái tên mai thì không phải hồng ngọc mai là bên kia kìa cây bên đó là màu tím mà cái này không phải ngọc mai một bông màu hồng mà cái lá nó mới chưa có ra được mà nó không có
cái thằng này như có trái ăn được nè. Cái này là không có mai nè. Không có mai, này có trái ăn được nè. Dạ. Cái này ở nhà anh có một cây này hơn. Cây như thế nào? Mini không? Mini. Cho đi. Cho đi. Rồi giờ chốt lại cái cây bên kia thì bonsai đại không anh chị ha. Đó, bên kia bonsai đại không. Bây giờ thấy chốt lại cây văn nhân được. Cái bên đây là không phải bonsai được, bên đây gọi là kiển cổ luôn á. À kiển cổ vậy. Kiển cổ. Nó lớn nó lại. Gọi bonsai được. Dạ lại lớn. Là cái này là gọi là kiển cổ. Dạ. Cái này là toàn bộ chân là kiển cổ hết. À. Cái để gọi cái nó không đúng á. Không đúng. Dạ. Bên đây là cái như là toàn bộ là kiển cổ. Dạ. Lên cái cổ hết. Ừ. Cổ ngày xưa tới giờ đó, xưa là kiển cổ là biết rồi. Để qua đây hỏi thử cái cây chắc phải nghỉ chưa. Ở đây qua hỏi chữ chính cái. Đó ổng á, ổng đó, ổng ngồi đánh đó. Dạ. Chú Chính ơi. Ủa cái cây mà thấy văn nhân là nó là cây gì chú Chính? Tự nhiên mày hỏi vậy tao đâu nhớ mày. Thấy cái lá nó nhuyễn nhuyễn á. Hả? Cây lá văn nhân có cây gì nhất á? Đâu lỡ cái tao. Có cây gì nhất? Tiền như tiền cái năm tờ cho thấy hai tờ mà bốn ổ tiền đi. Dạ. Dạ, nhưng mà nó là cây lớn rồi. Cái này dải vàng của cây mini á. Cây đó là của anh Sang á chú Vân. Nãy giờ con thấy này ở đây rồi. Đây để coi cái cây này. Dạ. Ý nghĩa hay nè. Còn cái cây mini á là dải vàng, hồi nãy có hỏi mà nói ngày mai mới chấm điểm cái mini. Kỷ niệm cây mai chiếu thủy. Nu gò công sau 3 năm được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam chứng nhận. Cái bên này chú Chính. Này cái này. Cho chú Chính cái micro. Cái này đâu phải là chiếu thủy hay không phải. Không biết cái lá này cũng giờ cũng hết thấy đường rồi, nó cái gì nữa. Lá nhìn lạ. Không biết cái chủng loại. Nó đâu phải nguyệt quế đâu ha, không phải. Không phải. Cái này cũng không biết cái lá cái gì đây nữa. Chủng loại hả? Hay là sao muốn giải thích chủng loại á? Không biết, không, cái này cũng không biết luôn. Cái này có anh Sen ở đây không chú Chính? Không, không có đâu. Lá. Không có anh Sen này hả chú Chính? Không, không biết. Để hỏi không biết cái loại gì đây. Cứ không rành thiệt, cái nào biết thì nói không biết thôi. Dạ. Cái tưởng được phân tích cái thế văn nhân đồ thì có thể được thôi. Mà hồi nãy là đang nói đại không biết là đúng không chú Chính giải thích lại cái cho em Hương luôn nè, với bà con luôn nè, thế văn nhân. Cái thế văn nhân thì cái thế này đó là của ông cha ta mình truyền lại, chứ còn bonsai thì nó không có. Văn nhân, văn là nhân là người, văn là nhà văn, nhà nho, tức là nó phải mảnh khảnh ốm yếu, nó trên nó cúi xuống đưa vô. Còn này thì nó cũng tạo tác giống như cây văn nhân thôi, nhưng mà thật ra nếu mà đúng cây văn nhân thì nó phải là mảnh khảnh. Ừ, nó phải mảnh hơn nó mảnh khảnh và nó có uốn lượng. Dạ. Mày nó uốn như thế nào chú? Nó uốn cong vậy nè. Ừ, cong vậy nè. Lượng qua lượng lại vậy rồi kéo xuống thì người là ông bà mình nói gọi là thế văn nhân, tức là thế nhà nho. Dạ. Nhà nho là phải hiền từ nhân đức đạo đức, là tính trên nhường dưới. Là vậy là cái cây này tạo giống cái cây thế văn nhân. Dạ. thế văn nhân hả? Thì trong bonsai hiện đại đó thì cái du nhập về Việt Nam mình thì không có cái thế này, nhưng mà mình lấy từ cái cây gốc của Việt Nam mình
để mình làm ra cái cây bonsai. À, làm ra cái cây bonsai. Dạ. Em vô em thấy cái cây này lạ lạ lạ, vô em thấy thằng cháu nè, cây này lạ như mà cây này, cây này nó có cây con á, đây cây tử nữa nè. Không đúng. Không phải không cho. Dân dân thì không không có cái này. À nó không có cái này. Ít có lắm, thấy ít có. Vì vậy sao ta cố tình ta để vậy? Nãy giờ em tưởng là coi như cha dạy con. Không có, là cái này là nó che đi cái khoảng trống. Che đi cái khoảng trống. Khoảng trống mặt tiền. Khoảng trống. Ừ, mặt tiền đây nè, mặt tiền đây nè. À, thế dân dân đấy thì người ta tạo cho nó không có cái khoảng trống, chứ thế dân dân thì nó theo sách xưa thì nãy giờ cứ tưởng là cha dạy cho con thấy học bài thì để thấy cái con đó. Dạ, dạ. Đây mình để thấy cái cây con ở dưới đầu mình mới thì, mình ý mới tưởng người ta ta muốn làm gì ta làm. Không, mình không nói được cái đó. Thì cái ý tưởng người ta rồi mình cũng nhìn vô mình cũng thấy cũng cũng hơi hơi giống giống, nhưng mình nói rằng cái con nằm ở cái góc nó lên á. Dạ. Da mẹ gì nè, trên trên phải cúi xuống nên dạ, giữ con nó dạy con nữa. Còn cái cây giả bạc này không biết tác phẩm của ai ha chú Chính? Không 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 biết tên, không biết chứ không, chú không có biết tên. Yeah. Ờ, trong sổ sách có ghi thôi chứ còn chú là không ghi, là ghi cái chuyện cổ, còn cái tên nó theo người ta ghi là người ta đem xuống người ta ghi cái tên người ta. Dạ. Chú trong ban tổ chức thì chú không có biết cái đó. Ờ, phải lập sổ ra thì hỏi thư ký người ta mới biết. Cái này là có để tên ba họ nè. Cái đó. Ba họ không có để ở huyện nào. Nãy đây chú Chính có những tác phẩm nào của chú không? Không, chủ yếu là anh để cho anh em thi thôi chứ còn mình đâu có thi trong. Dạ. Ban tổ chức, trong ban giám khảo thì mình không có thi. À. Nguyên tắc nó vậy rồi. À, để bữa nào có dịp cái bữa nào có dịp qua nhà qua chú nhà. Chính cho bà con xem tham khảo quan tham quan ha. Dạ. Rồi còn bây giờ mình sẽ tạm biệt mọi người ha chú Chính ơi. À, rồi coi như giới thiệu về Tiền Giang rồi đó, về ngay anh Chính nè, không dạ. Về Tiền Giang rồi đó, ngay chỗ già thương mới mà, về phải không Chính? À, chỗ bệnh viện mới pha mới Tiền Giang mà đó. Dạ. Rồi anh mới về anh mới giới thiệu 4 công đất hả, 4 công. Dạ thôi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip tiếp theo nha.